Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một căn nhà cấp 4 nha, rất là sang trọng, rất là mới luôn. Thì đây là vị trí của căn nhà. Thì đường trước nhà là đường 5m. Thì có hành lang, có sân ở ngoài trước luôn ha. Thì căn nhà này đang quay về hướng nam. Thì mời quý cô chú anh chị em mình vô trong nhà tham quan trong căn nhà ha. Nhà thì có hai lớp cửa gạo ở phía trước, rất là chắc chắn, rất là đẹp, mới luôn. Ở trong thì cũng cửa bốn cánh bằng sắt gắn kiến ha. Thì mời quý cô chú anh chị em mình vô trong nhà tham quan. Thì diện tích của căn nhà này, diện tích bề ngang 4, bề dài 14, pháp lý là thổ cư. Một căn nhà cấp 4, hai mặt tiền trước, mặt tiền sau, quay về hướng nam và hướng bắc nha. Hai mặt tiền, phía sau thì hướng bắc. Thì ở phòng khách thì diện tích bề ngang 4 bề khoảng 12 mét vuông. Các phòng khách khoảng 12 mét vuông thì có thể là để một bộ ghế sofa ở đây và dựng xe đồ trong nhà đồ được rộng rãi thoải mái ha. Trên trần thì đóng la phong, đó, trần thì đóng la phong xốp ha. Căn nhà này đang ở gần chợ Cái Chanh của Châu Thành, Hậu Giang nha. Thì nó trong gần số 10 á, cách chợ số 10 thì tầm khoảng 2 km. Thì cách lộ từ số 10 mà quốc lộ 1 mà đi về ngã 6 á, thì nó chỉ tầm khoảng 300m là tới cây căn nhà. Đường nhánh của đường chính về từ quốc lộ 1 về ngã 6 ha. Thì căn nhà này là thiết kế một phòng khách, hai phòng ngủ và một không gian bếp sau rất là rộng luôn. Đó. Đây là trong phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của mình diện tích khoảng chừng 2,5 m, gần 3m, chiều qua 3m là một phòng nha. Diện tích bề ngang khoảng gần 2,8 m, chiều qua 3m. Phòng kế bên đây cũng vậy, căn nhà dán gạch lên toàn bộ là 1m3, dán hết chân căn nhà là 1m3 nha. Có hai phòng ngủ khá là lý tưởng luôn. Ở không gian phòng bếp ở sau thì nó cũng rất rộng rãi, có cửa sau, nhà hai mặt tiền, tiền lộ trước cũng là lộ 5m, lộ ở phía sau lộ 3m. Đây là trong không gian nhà tắm thì dán gạch từ dưới lên trên, rất là sạch sẽ, mát mẻ luôn. Không gian bếp thì có kệ bếp âm tường, nó rộng rãi thoải mái luôn, có labo rửa chén đồ luôn ha, tủ bếp đồ đầy đủ. Thì nhà này là một căn nhà trống, thì chủ đang rao bán là cái giá của căn nhà này, diện tích bề ngang 4, bề dài 14, pháp lý là thổ cư, thì giá đang kêu là 1,150 tỷ sẽ sở hữu một căn nhà cấp 4 mới, hoàn toàn hai phòng ngủ luôn, rất là thoáng mát, rất là mát mẻ. Đây, ở phía sau mình cũng là còn dãy nhà ở phía sau ha, đó, nhà cửa phía sau nguyên dãy luôn, là lộ ở phía sau nè. Thì cái này cũng như là khu dân cư hiện hữu ha. Đó, thì đây nhìn thẳng ra phía trước, hướng này sẽ quay về hướng nam nè, quay ra cửa chính, còn cửa sau thì quay về hướng bắc. Thì quý cô chú anh chị em là có nhu cầu sở hữu căn nhà này diện tích 4, bề ngang 4, bề dài 14, thì giá bán căn nhà cấp 4 này, một phòng khách, hai phòng ngủ, một không gian bếp, giá bán đang kêu là 1,150 tỷ là sẽ sở hữu một căn nhà khá là lý tưởng, pháp lý là thổ cư, lộ ô tô sẽ về tới nhà, cách lộ nhựa khoảng chừng 300m, lộ nhựa ngay chợ Cái Chanh, cách chợ Cái Chanh tầm khoảng chừng tầm chừng 500m là tới chợ Cái Chanh. Thì một hồi quay cái đường từ chợ Cái Chanh vậy chạy vô trong nhà cho quý cô chú anh chị em mình xem ha. Dạ, thì đây là chợ Cái Chanh, thì để chạy vô cái vị trí nhà cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo, thì con đường này nó cho vị trí nhà thì có hai con đường để rẽ nhánh vô nha. Đây là con đường chính chạy vô, thì một hồi mình tới ngã ba mình đi cái con đường phụ vô. Thì đây là chợ Cái Chanh, thì thuộc của Châu Thành, Hậu Giang, thì gần giáp ranh với cái răng Cần Thơ ha.
thì đi thẳng lên đường bự thì cũng quẹo xuống là lên lộ chính, quẹo qua cái là tới. Còn đi đường này vòng lên lộ chính thì gần tới lộ chính chúng ta sẽ rẽ nhánh vào cái vị trí nhà. Thì quý cô chú anh chị em mình xem cái con đường này đi, đặng thấy cái được cái vị trí cái của căn nhà thực tế nó như thế nào, và quý cô chú có nhu cầu sở hữu căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 400 0040 thì sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi thực tế căn nhà thì nó rất là đẹp. Còn cái đường đi thì khúc ngoài này thì nó hơi vắng, vô khúc trong thì nhà cửa rất là đông luôn. Đây con đường đi dài vô trong vị trí căn nhà thì từ chợ mà chạy vô trong nhà thì tầm khoảng 2 phút là chúng ta sẽ tới được cái vị trí nhà rồi đó. Con đường đi khúc này thì nhà cũng hơi thưa nhưng mà vô trong nhà rất là đông đúc luôn, nhưng con đường này rất là an ninh, rất là tốt nha, không có cướp giật quậy quạng, khu vực này khá là an ninh luôn. Với cô chú anh chị em mình có cần sở hữu thì cứ an tâm chứ không có sợ cướp giật hay là gì là hết. Đây là một con đường dân sinh sống rất là đông, an ninh cũng rất là tốt, cũng có camera đồ đầy đủ luôn. Thì sở hữu một căn nhà trong đây thì rất là yên tĩnh luôn. Do trong đây thì nhà rất là nhiều nhưng mà khúc ngoài này thì nó hơi thưa. Từ đây dài vô thì nhà bắt đầu kẹo nẹo hết trơn nè. Khúc trong đây thì người ta đã cất nhà nhiều lên rồi nè, dài vô. Đó, nhà mới đang cất 2 căn liền kề nữa nè. Đường trước nhà này thì đường 5 m nha, ô tô về tới nhà vị trí nhà được thoải mái luôn. Thì giờ dưới cái đống cát này thì thôi để đi lòn nhẹ qua một cái, người ta đang xây dựng rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều, rất mong quý cô chú anh chị em mình xem video, đăng ký kênh và ủng hộ kênh. Thì dưới phần video có nút đăng ký, quý cô chú anh chị em mình nhấn vô đó và nhấn chuông thông báo thì sẽ có những cái video mới gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em.